Hello, xin chào các bạn. Có bao giờ các bạn tự hỏi thắc mắc rằng là tại sao mình đã có tủ lạnh rồi mà lại còn sinh ra cả tủ đông hay không? Thực ra thì tủ lạnh cũng sẽ có ngăn đông. Tuy nhiên vì ngăn đông dung tích khá là hạn chế và đôi khi là bị quá tải trong quá trình mình sử dụng, cho nên tủ đông được ra đời giúp có thể giảm thiểu được áp lực của tủ lạnh. Và ngày hôm nay thì Hòa sẽ cùng giới thiệu các bạn về một chiếc tủ đông đến từ thương hiệu Kangaroo. Hãy cùng xem coi là cái tủ đông này có gì hay ho nhé. Chiếc tủ đông của Kangaroo này có dung tích là 140 lít nên sẽ phù hợp để dùng dự trữ thịt cá, đồ tươi sống hay là làm kem, làm đá chẳng hạn. Tủ này thì mình thấy là nó có thiết kế nhỏ gọn này, không chiếm quá nhiều không gian diện tích, cho nên là nó sẽ phù hợp đối với những gia đình nào có đông thành viên hay là những quán cà phê này, quán ăn nhỏ hay là quán tạp hóa chẳng hạn. Tủ sang trọng với tông màu trắng bắt mắt, điểm tô thêm một chút xanh lá bằng logo của hãng. Chất liệu tủ lạnh thì làm bằng thép không gỉ, bền và dễ lau chùi. Tay cầm của tủ được làm nhô ra ngoài, nhìn sáng bóng rất là đẹp, dễ cho việc mở cửa bao nhanh gọn lẹ luôn nè. Có một điều Hà thấy hơi tiếc đó là cái cánh cửa tủ này nó không có được trang bị ổ khóa, cho nên đối với nhà nào mình có trẻ nhỏ tinh nghịch một tí thì nên lưu ý nha. Bên góc phải phía trước tủ là nút vặn công suất, có số từ 1 đến 7, tương ứng với mức nhiệt độ làm lạnh, và theo thông tin từ hãng thì tủ có thể làm lạnh đến âm 18 độ C. Kế bên là đèn tín hiệu có những màu rất trực quan. Khi đèn xanh sáng là máy nén đang hoạt động, đèn đỏ sáng là máy nén nghỉ, còn đèn vàng là công tắc, bật sáng là đang cấp nguồn, tắt là dừng cấp nguồn cho tủ. Máy còn được trang bị thêm cả 4 bánh xe nữa nè, thuận tiện cho việc di chuyển. Nếu mà tủ nhà mình có chứa nhiều đồ ăn mà muốn dời qua một cái vị trí khác thì một mình Hà cũng có thể đẩy ra hay là kéo vào một cách dễ dàng. Ở phía sau của tủ là dây nguồn điện dài hơn 1m2. Nếu mà không muốn dùng nữa thì chúng ta có thể cất gọn lại như vậy đây. Thiết kế đẹp, bắt mắt nhưng mà nó sinh ra không phải để trang trí đâu mà là để lưu trữ đồ nha. Khi mở tủ ra thì mình thấy không gian tủ khá là rộng. Bên góc phải là lóc máy, nó được làm cao hơn hẳn. Nhờ đây thì bạn cũng có thể ngăn cách thực phẩm với nhau. Ngoài ra thì tủ đông còn được tặng kèm thêm một cái giỏ nữa, mình có thể kéo qua kéo lại dễ dàng, hoặc nếu không thích nữa thì mình có thể lấy ra ngoài luôn cũng được. Và mình thấy là cái giỏ này nó tiện lắm nha. Tại vì ở đây thì mình chỉ có một ngăn đông duy nhất thôi, cho nên là với cái giỏ này mình có thể tách biệt thực phẩm ở bên dưới được. Ví dụ như là ở bên dưới thì mình để toàn thịt cá tươi sống, thì giỏ trên này để những thực phẩm như là xúc xích, cá viên chiên nè, hoặc là sữa chua, kem, vân vân. Theo cá nhân của Hà thấy thì cái tủ này hơi khác một chút so với những mẫu tủ đông trên thị trường hiện nay. Tại vì tủ chỉ có một ngăn duy nhất là ngăn đông mà thôi. Thì ưu điểm của nó là mình có thể tận dụng tối đa không gian của tủ để mà để đồ. Nhưng mà khuyết điểm là nó sẽ thiếu đi sự linh hoạt để có thể lưu giữ được nhiều loại thực phẩm ở mức nhiệt độ khác nhau. Và khi mua về sử dụng thì bạn sẽ cảm nhận được là cái tủ này á, nó làm lạnh sâu trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì nó có dàn lạnh được làm bằng đồng chứ không phải là bằng nhôm nha. Với dàn lạnh từ đồng nguyên chất sẽ giúp tủ vận hành êm ái, làm lạnh nhanh hơn và cho độ bền cao. Đặc biệt là khi kết hợp với ga R600A, một loại ga mới nhất hiện nay, giúp tủ có hiệu suất hoạt động cao, làm lạnh nhanh, đồng thời thân thiện, bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì ga R600A giúp máy nén hoạt động êm ái nhưng mà vẫn đảm bảo tiết kiệm điện. Một điểm ăn tiền nữa nè, đó là tủ còn được trang bị công nghệ kháng khuẩn cửa mùi Nano Silver. Đây là công nghệ sử dụng các phân tử bạc Ag+ với kích thước nano phủ bên trong lòng tủ đông. Có chức năng diệt vi khuẩn, nấm nhanh chóng, làm giảm mùi hôi trong tủ, giúp bảo quản thực phẩm như là rau, quả, thịt, cá tươi lâu hơn, an toàn hơn. À, mà có điểm này các bạn cũng nên lưu ý nha, là sau một thời gian mình sử dụng tủ á, thì mình sẽ thấy là cái thành tủ bên trong nó xuất hiện một lớp băng tuyết. Cái lớp băng tuyết này nó sẽ khiến cản trở đi cái quá trình truyền nhiệt trong tủ, cũng như là nó sẽ hạn chế cái không gian lưu trữ. Cho nên các bạn nếu mà cảm thấy là cái lớp băng tuyết nó dày khoảng cỡ 4-5mm rồi thì mình nên tiến hành xả băng tuyết nha. Bằng cách là mình sẽ tắt nguồn điện, rút vít cắm, lấy thực phẩm ra, mở tủ trong vòng từ 4-5 tiếng, tháo nút thoát nước ở đáy tủ và sau tủ để nước chảy ra ngoài. Các bạn lưu ý là không nên dùng những cái vật sắc nhọn như là dao chẳng hạn để mà tự cạo cái lớp tuyết ra nha. Tại vì như vậy nó sẽ khiến bị hỏng tủ và làm hư dàn lạnh đó. Như vậy là mình vừa điểm qua chiếc tủ đông Kangaroo một ngăn đông. Với thiết kế đẹp, nhỏ gọn, dung tích thì vừa phải thôi, nên sẽ phù hợp để dùng cho những gia đình nào mà có đông thành viên nè, hay là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ chẳng hạn. Thu Hà thấy là cái tủ này làm lạnh nhanh nhờ sử dụng dàn làm lạnh bằng đồng nguyên chất, kết hợp cùng với ga R600A, rồi công nghệ kháng khuẩn cửa mùi Nano Silver nữa, cho nên thực phẩm sẽ được bảo quản một cách tươi ngon, sạch và an toàn nhất. Ok, hy vọng là với video clip này thì các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn khi mình tìm mua một chiếc tủ đông nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.